Đi xe số thì hơi dơ nhìn giống mấy người chạy xe ôm thì nó không được tử tế. Cô gái gây phẫn nộ trong clip đi xe số là dơ, không được tử tế đã lên tiếng, chính thức gửi đơn kiện lên công an. Cách đây ít hôm, một đoạn video dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh phỏng vấn một vài bạn nữ qua đường về vấn đề đàn ông đi xe số đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng vì tư duy của con gái thời nay khi cho rằng con trai đi xe số là giống mấy người chạy xe ôm, bẩn thỉu, kém sang. Ngoài ra, dân mạng còn chỉ trích những cô gái trong clip có tư tưởng quá thực dụng và chỉ yêu cái mát giàu có của đàn ông, chứ thật ra không hề yêu chân thành. Sau khi nhận quá nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng, đặc biệt hơn là clip phỏng vấn trên đã viral khắp mọi nền tảng với lượt view lên đến hàng chục triệu. Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, một tài khoản có tên Phương Nhung, được cho là cô gái xuất hiện trong clip gây tranh cãi, đã lên bài đính chính rõ ràng về đoạn clip này. Cụ thể, cô gái cho biết mình đã bị gài và người quay video phỏng vấn cô đã cố tình cắt ghép thay đổi nội dung với mục đích làm content bẩn để câu view câu like trên mạng xã hội. Không chỉ lên bài đính chính, mới đây, Phương Nhung còn cho biết cô đã đâm đơn kiện lên cơ quan chức năng bằng hình sự thành phố Huế vì khi liên hệ với Hoàng Minh, chủ nhân của đoạn clip trên để yêu cầu gỡ bỏ video, thì người này còn lớn tiếng thách thức cả nạn nhân và cơ quan chức năng. Thậm chí, thanh niên này còn share lại video và đăng thông tin cá nhân của những bạn nữ trong clip lên nhằm công kích xúc phạm thêm. Được biết, chàng trai này thường xuyên làm những video cắt ghép, cố tình tạo drama để gây tranh cãi, nhằm mục đích câu view trên mạng xã hội. Đây được xem là một trường hợp điển hình trong vấn đề làm bẩn môi trường Internet, gây nguy hại đến những người xung quanh. Và hơn hết, đây cũng là bài học đắt giá cho các bạn nữ khi tham gia phỏng vấn trên đường phố với những YouTuber lạ mặt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 Phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!